CEO của Tesla, tỷ phú Elon Musk bắt đầu chiến dịch vận động tranh cử kéo dài 5 đêm cho ứng cử viên Đảng Cộng hòa Donald Trump tại Pennsylvania, bang chiến trường mà ông cho là quan trọng nhất, nhằm thu hút sự ủng hộ của cử tri dành cho ông Trump trước ngày bầu cử vào ngày 5 tháng 11 sắp tới. Ông Musk cho biết các buổi vận động của ông sẽ mở cửa miễn phí cho những người đã đi bỏ phiếu sớm. Vị tỷ phú này cũng kêu gọi cử tri Pennsylvania đi đăng ký bầu cử trước hạn chót 21 tháng 10. Ông nhấn mạnh cuộc bầu cử này được quyết định ở Pennsylvania, chênh lệch có thể là 10.000, 1.000 hoặc thậm chí là 10 phiếu bầu. Vậy nên bất cứ cử tri nào cũng có thể tạo ra sự khác biệt lớn và quyết định số phận của nước Mỹ. Tỷ phú Elon Musk ngày càng đóng vai trò rõ ràng hơn trong chiến dịch tranh cử của ông Trump khi xuất hiện cùng với ứng cử viên Đảng Cộng hòa trong cuộc vận động tranh cử tại Pennsylvania đầu tháng này và thường chỉ trích Phó Tổng thống Kamala Harris. Ông Musk cũng quyên góp 75 triệu đô la Mỹ cho một ủy ban hành động chính trị, COPAC, ủng hộ cựu Tổng thống Trump. Về phía cựu Tổng thống, ông đã dành nhiều lời tán dương cho vị tỷ phú 53 tuổi tại các sự kiện vận động tranh cử tuần này và để ngỏ khả năng sẽ trao cho ông Musk một chức vụ trong chính quyền tương lai. Ông Trump và bà Harris đang cạnh tranh sít sao ở 7 bang chiến trường khi ngày bầu cử Tổng thống chỉ còn cách chưa đầy 3 tuần. Theo kết quả tổng hợp từ The Hill, bà Harris đang dẫn trước ông Trump 2,7 điểm phần trăm trên toàn quốc và chưa đến 1 điểm tại Pennsylvania.